Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Thanh Huyền. Hôm nay thứ năm, ngày 17 tháng 11 năm 2016, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Vì sao đã lập đông mà miền Bắc mấy ngày vừa qua vẫn nắng gắt, nóng nực? Kiểu thời tiết này bao giờ mới chấm dứt? Bất chấp nhiều nỗ lực ngăn chặn, nạn buôn bán tiêu thụ động vật hoang dã ở Việt Nam vẫn diễn ra phổ biến ngang nhiên. Ai cũng có thể mua động vật hoang dã nếu có tiền. Cận cảnh quy trình xúc rửa phổi giúp cứu sống hàng nghìn công nhân ngành than. Tin quốc tế, hai núi lửa ở Peru phun trào cùng lúc tạo cột khói bụi tới 2 km. Cả nước Hàn Quốc nín thở, tạm ngưng nhiều hoạt động trong ngày 600.000 sĩ tử thi đại học. Dù đã lập đông được 10 ngày, thế nhưng 2 ngày trở lại đây, người dân miền Bắc ra khỏi nhà vào ban ngày có lẽ cảm thấy như đang ở trong mùa hè với cái nắng gắt và nhiệt độ tương đối cao. Vì sao mùa đông rồi mà thời tiết vẫn nắng nóng đến như vậy? Kiểu thời tiết khó chịu này sẽ kéo dài tới bao giờ? Có lẽ là quan tâm của rất nhiều người vào lúc này. Trao đổi với phóng viên VTC14, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày qua nhiệt độ cao nhất trong ngày luôn trên mức 30 độ C, thậm chí có điểm 31-32 độ C, không khác gì những ngày hè. Nếu chỉ tính trung bình trong tuần thứ 3 của tháng, thì số ngày được ghi nhận là nóng hơn so với trung bình nhiều năm. Nguyên nhân của dạng thời tiết này là do thiếu vắng sự xuất hiện của các đợt không khí lạnh, bầu trời lại trong xanh, tạo điều kiện mặt trời bức xạ xuống mặt đất nhiều hơn. Đây là điều được xem là khá bất thường, khi đây đang là giai đoạn chuyển dần sang pha La Nina, nghĩa là phải mưa nhiều, ẩm ướt. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì chưa bằng vì khoảng thời gian đó chịu tác động gay gắt của cao điểm El Nino. Không chỉ có nhiệt độ tăng nhanh, bầu không khí còn rất bụi bặm, hanh khô vì gió đông bắc. Trời tuy nóng nhưng u ám, nhiều mây, thi thoảng có mây đen kéo đến tưởng mưa mà không rơi đến một giọt. Tiết trời oi ả, ban ngày nóng nhưng đêm về lại se lạnh, buổi chiều và sáng sớm còn có sương răng. Chỉ trong một ngày, phải trải qua tới mấy loại hình thái thời tiết khác nhau, nên nhiều người cảm thấy bức bối, ngột ngạt. Kiểu thời tiết khó chịu ở miền Bắc mấy ngày vừa qua được dự báo là còn kéo dài một tuần nữa mới chấm dứt khi có một đợt rét mới tràn về vào khoảng ngày 24 tháng 11. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu của các chuyên gia khí tượng, thì đợt rét này cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố bất thường khi đạt cường độ rất mạnh dù mới chỉ là đầu mùa đông. Và đó là tình hình thời tiết những ngày tới ở miền Bắc. Trong khi đó thì ở tại Nam Bộ, các chuyên gia khí tượng nhận định mùa mưa sẽ kéo dài hơn trung bình nhiều năm nên mùa khô năm nay cũng đến muộn và cũng không khốc liệt như năm ngoái. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, tổng hợp các mô hình dự báo cho thấy hiện tượng La Nina có khả năng xuất hiện đạt khoảng 50% những tháng cuối năm. Hệ quả của quá trình này là mùa mưa tại Nam Bộ sẽ kéo dài hơn nên mùa khô cũng sẽ đến muộn hơn. Trong tháng 1, tháng 2 năm 2017 sẽ có nhiều các cơn mưa trái mùa nên lượng mưa cũng cao hơn trung bình. Do vậy, tình trạng hạn hán và thiếu nước cũng không quá gay gắt. Hiện tượng xâm nhập mặn chủ yếu diễn ra cao điểm trong tháng 2. Tuy nhiên, do năm nay, lượng nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong về ít hơn trung bình khoảng 20%, nên khả năng đẩy mặn là không nhiều. Người dân vẫn cần có các biện pháp chủ động tích trữ nước ngọt, phòng chống xâm nhập mặn. Bướu giáp nhân hay còn gọi là bướu cổ là một bệnh lý rất phổ biến ở tại Việt Nam. Mỗi năm có đến 100.000 người mắc mới căn bệnh này. Thay vì trước đây phẫu thuật là phương pháp duy nhất điều trị bệnh, thì hiện tại một phương pháp điều trị hoàn toàn mới đã được Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM áp dụng, mang lại hiệu quả nhanh chóng cho người bệnh. Phương pháp mới này cho phép các bác sĩ điều trị bướu giáp nhân bằng sóng cao tần RFA. Đây là kỹ thuật điều trị ít xâm lấn, tránh biến chứng cho người bệnh, hạn chế khả năng tái phát, đặc biệt là giúp bệnh nhân hồi phục nhanh, có thể xuất viện trong vòng 1 đến 2 tiếng sau can thiệp và không để lại sẹo. Phương pháp sử dụng sóng cao tần trong điều trị bướu cổ được thế giới áp dụng từ năm 2002, nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh gần như mới áp dụng khoảng 1 năm và điều trị cho 50 bệnh nhân. Hiện có khoảng 115.000 người đến khám và điều trị bướu giáp nhân mỗi năm. Chính vì thế, việc ứng dụng một phương pháp mới mà chi phí lại không quá cao, chỉ khoảng 16 triệu đồng, sẽ mang đến nhiều lợi ích cho người bệnh. Mới đây, một sự cố đã xảy ra trong quá trình tiêm chủng vaccine ngừa lao BCG cho trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, TP.HCM.
Loại vaccine này được Bộ Y tế hướng dẫn phải tiêm trong da trên cánh tay trái, thì nữ y tá đã tiêm vào đùi. Điều này đã vi phạm quy tắc an toàn tiêm chủng và có nguy cơ gây ra biến chứng cho trẻ. Chiều hôm nay, bác sĩ Trịnh Đình Thắng, giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức xác nhận sự cố trên xảy ra trong ngày 3 tháng 11. Khi đó, 4 cháu bé đều được tiêm vaccine ngừa lao BCG vào đùi. Nữ y tá tiêm chủng đã báo cáo và ban giám đốc trực tiếp xuống xin lỗi bệnh nhân. Theo quy định, vị trí đúng khi tiêm vaccine ngừa lao BCG là trong da trên tay trái của trẻ. Vaccine ngừa viêm gan siêu vi B mới được tiêm vào đùi. Ngoài ra, nữ y tá thực hiện việc tiêm nhầm vị trí vẫn chưa có giấy chứng nhận tiêm ngừa, nhưng vì khoa sản nhiều việc nên đã hỗ trợ. Được biết, khoa sản của bệnh viện chỉ tiêm hai loại vaccine là ngừa lao và viêm gan siêu vi B vào từng ngày riêng biệt nên rất khó nhầm lẫn. Nhận định sự cố trên, bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết, vaccine lao miễn là tiêm dưới da thì ở tay hay ở đùi đều được và sẽ để lại sẹo nếu thuốc có hiệu quả. Biến chứng nếu xảy ra không phụ thuộc vào vị trí đùi hay tay, miễn đảm bảo vaccine lao được tiêm ở dưới da của trẻ. Sự việc đang được Sở Y tế và Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM vào cuộc và làm rõ trách nhiệm. Kháng thuốc đã trở thành mối lo ngại của toàn thế giới thời gian qua và cả những năm sắp tới, khi mà kháng sinh ngày càng trở nên vô hiệu trước sự lạm dụng của con người. Mới đây nhất, một em bé sơ sinh ở tại TP.HCM đã bị lây vi khuẩn kháng thuốc ngay sau khi chào đời, nghi ngờ là lây từ mẹ hoặc người thân, khiến bé bị nhiễm trùng máu và phải sử dụng kháng sinh liều rất cao. Vừa ra đời chưa đầy tháng, cháu bé này đã phải nhập viện với những triệu chứng nghiêm trọng. Khởi phát là sốt và quấy khóc. Cháu nhanh chóng chuyển sốt cao và sốc, co giật liên tục. Các kết quả cho thấy cháu bé bị nhiễm trùng máu, viêm màng não khi mới 19 ngày tuổi. Nghiêm trọng hơn, hầu hết các kháng sinh đều không hiệu quả với cháu bé, kể cả thuốc vancomycin, một loại thuốc kháng sinh bậc cao. Cái cấy ra thì là cấy ra cái kháng sinh á, cái con vi trùng á thì nó rất là cần cái kháng sinh vanco để điều trị, nhưng mà nó lại kháng với cái với vanco, cho nên là bác sĩ phải hội chẩn với các bác trên nhi đồng và đổi cho em một kháng sinh khác. Nói chung bữa đầu vô thì bé rất là mệt, và với nằm điều trị chích cái thuốc mà cái kháng sinh á, nó không có đáp ứng được nữa, nó kháng thuốc nữa thì bé cũng rất mệt và bắt đầu mới đổi thuốc khác. Cái gì cái này không cần hiểu hay không mà nghe cái chữ kháng thuốc là biết cái con vi khuẩn nó mạnh cỡ nào rồi. Đây là trường hợp đầu tiên bệnh viện này tiếp nhận trẻ sơ sinh bị kháng thuốc và cũng là một trường hợp hiếm của y khoa. Các bác sĩ phải hội chuẩn tuyến trên để tìm kháng sinh phù hợp, hiệu quả và nặng hơn. Nguyên nhân có thể bé bị lây vi khuẩn kháng thuốc từ cộng đồng. Nguyên nhân hiện tại bây giờ thì các bác sĩ nghĩ nhiều là do ở ngoài con này là từ ngoài cộng đồng vào, thì do mình lạm dụng kháng sinh đó, quá nhiều, là lây từ mẹ, có thể là mẹ sử dụng kháng sinh rồi tiếp xúc những người chăm sóc, người ta mang bầm bệnh, người ta chăm sóc em bé. Nếu lần này mà nó bị nhiễm khuẩn thì chắc chắn là phải có một người mang mầm bệnh đó hoặc là từ môi trường là sẽ lây cho cái em bé đó. Thì rất là không may nếu mà cái tình hình mà kháng thuốc xảy ra thì là cái vi khuẩn mà em bé đó nó bị lây là ngay từ đầu là đã là vi khuẩn kháng thuốc rồi. Trong tương lai, với những bệnh tật khác nhau, việc điều trị kháng sinh cho cháu bé chắc chắn còn nhiều khó khăn. Lo ngại rằng đây sẽ không phải là đứa trẻ duy nhất bị kháng thuốc từ thói quen lạm dụng kháng sinh của người lớn. Và cần phải nhắc lại, lạm dụng kháng sinh đã khiến tỷ lệ tử vong của thế giới tăng 25% trong những năm qua. Vào chiều ngày hôm nay 17 tháng 11, một bốt điện ở tại quận Hà Đông, Hà Nội bất ngờ phát nổ và bốc cháy, khiến một người bị bỏng nặng, một số người khác bị thương do sặc khói. Theo đó, vào khoảng 16 giờ chiều nay, chiếc bốt điện gần khu vực đường Lê Lợi ở quận Hà Đông bất ngờ phát nổ và bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa đã nhanh chóng bốc cao khiến một thanh niên bị bỏng nặng, phần da toàn thân gần như bị tuột hoàn toàn. Người dân phải lấy nước dội vào người nạn nhân cho đỡ bỏng rát. Nhiều khả năng người này bị dầu biến áp bắn vào người nên bị bỏng nặng nhất. Cùng với đó thì một số người dân đứng gần khu vực xảy ra vụ nổ cũng bị thương do ngạt khói. Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, một số người dân sinh sống gần khu vực đã nhanh chóng dùng bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy. Theo người dân nơi đây, trước đó bốt điện này cũng từng xảy ra chập điện. Hiện các nạn nhân đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Liên quan đến sự cố cần cầu của công trình xây dựng ở tại thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An
cách đây ít ngày đã đổ sập vào trường học, khiến một nam học sinh lớp 10 tử vong. Ngày hôm nay 17 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ra quyết định hủy bỏ chủ trương đầu tư và xây dựng đối với dự án này. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, việc hủy dự án xây dựng chung cư thương mại và biệt thự liền kề tại phường Trường Thi, thành phố Vinh là do ban hành chưa đúng quy định. Mặc dù mới chỉ phê duyệt quy hoạch và chưa được cấp giấy phép xây dựng, nhưng công ty Trường Thành vẫn dựng cần cầu tháp, làm móng thi công suốt từ tháng 5 năm 2016 đến khi xảy ra tai nạn. Vào chiều ngày 14 tháng 11, chiếc cần cầu tháp bất ngờ đổ sập xuống sân trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật, khiến một nam học sinh lớp 10 tử vong. Nguyên nhân tai nạn được xác định là do lún sụt đế móng cầu tháp về một phía và lắp cần trục vào trụ tháp khi chưa lắp đặt neo chống lật, gây lật móng cầu tháp. Tại thời điểm xảy ra tai nạn thì cần trục tháp mới lắp dựng xong, chưa căn chỉnh và chưa vận hành. Đối với công nhân ngành than thì khói bụi trong quá trình làm việc là một trong những yếu tố gây ra hàng loạt các bệnh nghề nghiệp nguy hiểm, đặc biệt là xơ phổi. Và để hồi sinh cho những lá phổi mang đầy bụi than này, Bệnh viện Than và Khoáng sản đã đưa ra kỹ thuật xúc rửa phổi và điều trị cho những người thợ lò. Những hình ảnh cận cảnh về quá trình rửa phổi cho công nhân than ngay sau đây hẳn sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ. Sau cả chục năm bị hành hạ vì đau tức ngực, khó thở mỗi khi thay đổi thời tiết, sức khỏe của anh Vinh đã được cải thiện đáng kể sau khi được xúc rửa phổi tại Bệnh viện Than và Khoáng sản. Mỗi người như anh em chúng tôi ở đây tiếp xúc với nhau hỏi thì mỗi người một kiểu. Như của tôi thì cứ thường là thời tiết nó thay đổi thì là dễ bị dẫn đến là bị ho viêm họng. Của tôi thì nó hay có kiểu đờm nó ứ lên cổ. Hiện tại bây giờ thì mới mấy buổi đầu này thì mình đang có kháng sinh kháng sức nó nhiều thì mình cũng chưa phát hiện gì mấy, nhưng mà thấy tư tưởng mình nó thoải mái. Sau khi được xúc rửa là cảm thấy nó yên tâm. Kỹ thuật xúc rửa phổi này đang được các bác sĩ áp dụng để điều trị bệnh cho công nhân ngành than. 12 lít nước muối sinh lý từ chiếc bình này sẽ theo ống dẫn đi vào một bên phổi của bệnh nhân mắc xơ phổi. Sau khi bỏ chiếc kẹp này ra, lượng nước đó sẽ mang theo bụi than quặng chảy ra ngoài. Ở bệnh viện thì đã thực hiện cái kỹ thuật này từ năm 2004, đến nay cũng là 12 năm rồi. Đấy thì đặc biệt nhớ thì ở đây rất nhiều ca, đặc biệt điển hình nhất là mình đã xúc rửa cho một cái bệnh tình trạng một bệnh nhân ở trong Lâm Đồng là mình xúc rửa. Đấy là đương nhiên là nó có cả trường hợp lắng động bô thiên phía nam. Sau 5 đến 6 tiếng liên tục, quá trình xúc rửa sẽ hoàn tất. Tùy vào số năm làm việc trong ngành và tình trạng bệnh mà tạp chất lấy ra từ phổi bệnh nhân sẽ có màu sắc khác nhau. Khi thì là trắng đục của bụi amiang. Khi thì đen đặc, màu đặc trưng của bụi than. Mà không lấy được cái bụi ra thì bệnh nhân nó sẽ tiến triển, nó tăng dần. Đầu tiên chỉ là khó thở rất là nhẹ thôi. Sau đó sẽ khó thở sẽ tăng dần. Đấy. Và tất cả những bệnh này về thuốc men nó chỉ có hỗ trợ một phần thôi. Nó nguyên nhân gây ra cái sơ hóa phổi là do bụi phổi. Thế bắt buộc chúng ta phải lấy cái bụi ra thì nó mới tốt cho phổi được. Là bệnh nhân sẽ không tiến triển nữa. Chỉ dừng ở cái mức độ thôi. Và những cái bệnh nhân ấy khi mà không được rửa phổi ấy, đấy, mà những bệnh nhân nó phổi đã sơ hóa rất là nhiều rồi thì nếu như mình không rửa thì nó sẽ sơ hóa càng ngày nó càng lan rộng và bệnh nhân sẽ đương nhiên là chết vì những cái biến chứng bệnh bụi phổi là chính. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong tổng số 30 bệnh nghề nghiệp thì bụi phổi là bệnh phổ biến nhất, chiếm tới 74%. Nhưng không chỉ các công nhân ngành than, khoáng sản mà bất kỳ ai cũng có thể phải viện tới kỹ thuật xúc rửa phổi này để duy trì sự sống nếu môi trường không khí tiếp tục xấu đi. Sáng nay 17 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội về nhiều vấn đề bức xúc được người dân cả nước quan tâm. Khi được hỏi về giải quyết sự cố môi trường biển miền Trung, Thủ tướng đã khẳng định nếu để lặp lại sự cố môi trường sẽ đóng cửa Formosa. Nhận được câu hỏi từ đại biểu Nguyễn Ngọc Phương ở tỉnh Quảng Bình về giải pháp để các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường Formosa và thiên tai ổn định đời sống phát triển bền vững, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định nếu lặp lại sự cố môi trường sẽ đóng cửa Formosa không tha thứ. Ngoài ra, trong phiên chất vấn sáng nay liên quan đến chủ trương đóng cửa rừng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định để chủ trương đóng cửa rừng thành hiện thực thì cần phải xử lý nghiêm vi phạm, vận động trồng rừng, hạn chế di dân tự do. Cùng với đó là chính sách chăm sóc bảo vệ rừng, gắn trách nhiệm chính quyền địa phương,
nơi nào để phá rừng tự nhiên phải xử lý nghiêm. Trong khi đó, tại buổi họp báo về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức vào sáng ngày 17 tháng 11, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã một lần nữa lên tiếng xin nhận mọi hình thức kỷ luật về những sai sót liên quan đến sự cố ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển cho biết, ông cũng chính là một trong những người trực tiếp đấu tranh với Formosa để Formosa nhận lỗi. Trách nhiệm chính gây ra sự cố môi trường là Formosa, tiếp đó là đến tỉnh Hà Tĩnh. Ông Hiển khẳng định, Bộ Tài nguyên Môi trường không có sai phạm trong thẩm định, cấp phép báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Formosa. Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên Môi trường cũng có một phần trách nhiệm do chậm trễ, thiếu sót trong xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách luật bảo vệ môi trường. Thứ hai, có thiếu sót trách nhiệm trong thực thi pháp luật. Với những khuyết điểm này, Ban Cán sự Bộ Tài nguyên Môi trường không né tránh và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Hiện đã kiểm điểm và xin nhận mọi hình thức kỷ luật trước Ban Bí thư. Với riêng trường hợp của nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang, người đương nhiệm trong thời kỳ Formosa vào Việt Nam đầu tư dự án, Thứ trưởng Hiển cho hay ông Quang hiện không còn là thành viên của Ban Cán sự Đảng của Bộ, nên không thuộc đối tượng bị yêu cầu kiểm điểm. Tuy nhiên, ông Nguyễn Minh Quang vẫn sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra trách nhiệm của những người có liên quan đến sự cố Formosa trong cả khóa trước cũng như khóa này. Liên quan đến việc thủy điện Hố Hô ở Hà Tĩnh liên tục xả nước mà không thông báo trước, khiến người dân ở vùng Hạ Du chịu nhiều thiệt hại thời gian vừa qua. Ngày hôm nay 17 tháng 11, Cục Quản lý Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết, Thanh tra Bộ vừa xử phạt vi phạm đơn vị vận hành thủy điện này với tổng số tiền là 115,5 triệu đồng. Theo đó, qua kiểm tra, phát hiện thủy điện Hố Hô có 5 hành vi vi phạm trong quản lý tài nguyên nước. Thứ nhất, không xây dựng kế hoạch điều tiết nước hàng năm của hồ chứa, bị phạt 35 triệu đồng. Thứ hai, không thực hiện chế độ thông báo, báo cáo liên quan đến vận hành công trình, bị phạt 35 triệu đồng. Thứ ba, thực hiện không đúng quy định về quan trắc, giám sát tài nguyên nước, bị phạt 17,5 triệu đồng. Thứ tư, không thực hiện vận hành hồ, đảm bảo dòng chảy tối thiểu sau công trình, bị phạt 25 triệu đồng. Thứ năm, không thực hiện chế độ báo cáo về kết quả khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bị phạt 3 triệu đồng. Tổng số hình phạt là 115,5 triệu đồng. Trước đó, Bộ Công Thương cũng kiến nghị xử phạt hành chính đối với đơn vị quản lý thủy điện Hố Hô trong lĩnh vực an toàn đập. Nếu tái phạm, sẽ xem xét thu hồi giấy phép hoạt động điện lực của đơn vị này. Một vấn đề môi trường nổi cộm khác khiến dư luận quan tâm thời gian qua chính là sự cố cá chết hàng loạt tại Hồ Tây, Hà Nội. Trong khi nguyên nhân gây ra sự cố môi trường này vẫn chưa được công bố, thì Hà Nội đã bắt tay vào công việc khác quan trọng không kém là khôi phục chất lượng nước, làm sạch trở lại Hồ Tây. Tuy nhiên, công việc này được chính Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thừa nhận là vô cùng khó khăn. Trước mắt, Hà Nội sẽ phải nạo vét khoảng 1 triệu tấn bùn ở Hồ Tây. Tiếp xúc cử tri vào sáng nay 17 tháng 11, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết Hà Nội có khoảng 1.300 hồ, trong đó có 117 hồ ô nhiễm rất nặng, gồm cả Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm. Hà Nội và Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ sớm có kết luận nguyên nhân cá chết hàng loạt tại một số hồ trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã mời các công ty tư vấn trong và ngoài nước khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm của Hồ Tây, đồng thời trong thời gian tới sẽ tiến hành cải tạo hồ với việc nạo vét hơn 1 triệu tấn bùn, sau đó sẽ thực hiện đồng thời nhiều giải pháp. Chúng ta thu gom toàn bộ các cái nguồn mà xử lý xả thải Hồ Tây từ nước sinh hoạt. Hiện nay nó vẫn còn 8 cái cử mà xả nước vào cái chưa được xử lý vào trong Hồ Tây, thì tới thì chúng ta sẽ phải thu gom toàn bộ cái này. Cái thứ hai là chúng ta phải xử lý sạch nước hồ. Cái thứ ba là hút bụi. Chủ tịch Hà Nội cũng thông tin với mục tiêu đưa Hồ Tây trở thành một điểm du lịch. Hiện thành phố đã chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các nhà hàng nổi và yêu cầu di rời khỏi Hồ Tây. Ngày hôm nay 17 tháng 11 tại Hà Nội, Hội nghị quốc tế chống buôn bán trái phép động vật hoang dã lần thứ 3 đã diễn ra với sự góp mặt của hơn 40 quốc gia trên thế giới. Đăng cai hội nghị lần này là cách để Việt Nam một lần nữa khẳng định quyết tâm ngăn chặn nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã. Với tư cách là Chủ tịch Hội đoàn kết vì động vật hoang dã thế giới, Hoàng tử Vương quốc Anh William cũng đã tham dự và hoan nghênh Việt Nam lần đầu tiên tiêu hủy ngà voi sừng tê giác. Theo Hoàng tử Anh, trên thế giới, các nước đang đi đúng hướng nhưng chưa đủ nhanh để xử lý khủng hoảng. Tê giác, voi, TT vẫn đang bị giết với số lượng lớn. Chỉ trong vòng 7 năm, lượng voi châu Phi giảm 30%.
nhu cầu của những người mới mong muốn được sử dụng sản phẩm từ ngà voi, sừng tê giác gia tăng, trong khi tội phạm có tổ chức trở nên tinh vi hơn. Tại sao chúng ta vẫn buôn bán ngà voi? Chúng ta cần các chính phủ gửi thông điệp rõ ràng rằng buôn bán ngà voi là đáng ghê tởm. Chúng ta có đang làm đủ để phối hợp với các doanh nghiệp và xã hội dân sự để tạo ra những sự thay đổi? Trước đó vào ngày 12 tháng 11 vừa qua, Việt Nam đã lần đầu tiên tiêu hủy hơn 2 tấn ngà voi và 70 kg sừng tê giác cùng với một số mẫu vật từ loài hổ và gấu hoang đã bị tịch thu từ các vụ buôn bán bất hợp pháp. Đây là một thông điệp rõ ràng cho thấy sự quyết tâm của Việt Nam trong công cuộc chống buôn bán và tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã. Buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp là một trong những ngành buôn lậu lớn nhất thế giới, có giá trị ước tính khoảng 19 tỷ đô la Mỹ một năm. Việt Nam được coi là trạm trung chuyển lớn để tuồn động vật hoang dã từ Campuchia, Thái Lan, Lào và châu Phi sang Trung Quốc. Với tư cách là cảng trung chuyển lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc, trong vòng 5 năm qua, Hải quan Việt Nam đã thu giữ 18.000 kg ngà voi, hơn 55.000 kg TT và khoảng hơn 200 kg sừng tê giác từ các lô hàng trái phép. Tuy nhiên bên cạnh đó, do nhận thức còn hạn chế, cũng vẫn còn nhiều người Việt có thói quen và nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã như sừng tê, ngà voi, cao hổ. Có cung ắt có cầu, việc mua bán các sản phẩm từ động vật hoang dã ở Việt Nam không có gì là khó khăn, thậm chí đôi khi có thể coi là ngang nhiên, công khai như các sản phẩm thông thường. Tại một cửa hàng thuốc đông y trên phố Lãn Ông, Hà Nội, khi phóng viên ngỏ ý muốn mua cao từ động vật hoang dã, người bán hàng đã không ngần ngại lấy ra một sản phẩm mà bà khẳng định là cao hươu nguyên chất từ rừng. Nhiều tác dụng cơ thể suy nhược, xương khớp mọc, khô những người mà có thai da máu cũng cần máu tốt lên, tiểu đường suy nhược cơ thể, xương khớp mọc. Tê nuôi khổng rừng xương to, bộ của nó 7-80 cân. Tại một cửa hàng khác, vảy TT cũng rất sẵn cho những ai có nhu cầu mua, kèm theo những lời hướng dẫn sử dụng rất cặn kẽ. Mua nhiều như nào? Cháu chỉ mua một ít thôi, mua cho chị dâu chị đang bị ít sữa gì. Ăn ký cho ra sữa. Mua lửa là cháu phải cho cát vào sao lên, xong rồi cho cái vẩy vào sao lên, nó phồng lên, bắt đầu cho ra nó nguội, bắt đầu giã ra, xong lấy cái bột thì cho vào cháo. Nếu ngại ra ngoài đi mua, chỉ cần ngồi một chỗ và tìm trên Internet, lập tức cao khỉ, cây hương, cây voi, kỳ đà, TT và cả động vật trong sách đỏ cũng được chuyển đến tận nơi khách hàng. Lúc nào mà em, anh nhận được tiền đặt cọc của em, anh nhà em hẹn nhau và anh chuyển thẳng về nhà em luôn. Và anh buôn bán thì cái gì anh có, quan trọng là nhà em thích ăn món gì thôi. Nhà em cần đến 100 con xịt trong rừng thì có. Thậm chí còn có những đường dây buôn bán động vật hoang dã xuyên đất nước, sẵn sàng chuyển hàng từ Nam ra Bắc nếu khách muốn. Nếu mà em lấy thì em để vào ngay chỗ trong nhà em, rồi em gọi điện cho chị đến chị xem hàng. Chị hàng nó cấm nhưng mà có xe quen của mình á, mình cứ báo là hải sản đó thôi. Không chỉ mua để làm thuốc, nhiều người Việt Nam tin rằng ăn động vật hoang dã sẽ bổ dưỡng nên sẵn sàng bỏ ra tiền triệu để biến chúng thành mồi nhậu. Tại một nhà hàng chuyên thịt rừng nổi tiếng ở Hòa Bình, trong những lồng sắt chật hẹp là cả trăm con thú, từ giòn, rúi, treo cho đến cầy hương, cầy voi và chồn. Tại đây, khách hàng có thể vào tận nơi chọn những con thú mà mình muốn và sau những cái gật đầu là những màn cắt tiết trực tiếp trên bàn nhậu. Theo các nhân viên của nhà hàng này thì thú rừng ở đây xịn 100% và tất cả đều từ nguồn bẫy và săn bắt tự nhiên trong rừng. Thậm chí là ngoài thực đơn, khách hàng thích loại nào và muốn bao nhiêu cũng có. Đồ rừng săn bắt hết, phục vụ ăn nó phải đúng nhu cầu của khách. Ăn con cũng có, ăn con sống cũng có, mà ăn đĩa cũng có, ăn đĩa là hàng săn bắn đấy, nó đã bị thương rồi,
mức giá nó hợp lý hơn. Còn ăn cả con nguyên thì mình phải đông người đi ăn hết cả con. Các nơi không phải một vụ địa bàn này, ví dụ ở đây, nhưng mà có khả năng ở Nghệ An, Bắc Giang, ở đây cũng là rừng, ở trên Mai Châu. Rõ ràng nếu vẫn còn nhu cầu thì nguồn cung chẳng bao giờ thiếu. Cái việc buôn bán này, những cái đầu lậu nó không phải chỉ phạm vi trong nước, thậm chí là vào xuyên quốc tế. Và có những cái đầu lậu đó có thể là khả năng lực lượng của Việt Nam cũng chưa chắc thực hiện được, mà phải có những cái xuyên quốc gia, ví dụ Interpol hoặc là ví dụ như những cái tổ chức quốc tế. Như vậy rõ ràng là chúng ta sẽ cố gắng hết sức mạnh mẽ và bằng những cái giải pháp cụ thể, cắt được cả nguồn cầu, cắt được cả nguồn cung, nâng cao được tất cả mọi việc xử phạt thì tôi tin rằng chúng ta làm được. Động vật hoang dã từ lâu đã là mặt hàng siêu lợi nhuận. Do đó, trừ phi mỗi người tiêu dùng nâng cao nhận thức, nói không với rừng tê, ngà voi, thịt thú rừng. Còn nếu không, cuộc chiến chống lại nạn săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã ở Việt Nam xem ra vẫn rất gian nan. Tin quốc tế, trong 10 ngày trở lại đây, ngọn núi lửa Sabancaya tại miền Nam Peru được ghi nhận là đã hoạt động liên tục khi đã phun trào một cột khói bụi cao tới 2 km lên bầu trời vào ngày hôm qua 16 tháng 11. Trước đây không lâu, ngọn núi lửa này cũng đã phun trào một cột khói bụi cao kỷ lục tới 3 km vào thứ Sáu tuần trước. Theo truyền thông địa phương, vào sáng sớm ngày hôm qua, một vài vụ nổ nhỏ tại ngọn núi này đã gây ra đợt phun trào mới nhất. Ngọn núi Sabancaya cách Arequipa, một trong ba thành phố lớn nhất ở Peru, khoảng 100 km. Giới chức địa phương đã phải cảnh báo người dân nên sử dụng khẩu trang bịt mặt khi ra ngoài đường. Hiện tại có tới hàng nghìn người sinh sống tại các thung lũng xung quanh khu vực núi lửa. Nhiều người đã bắt đầu rời khỏi khu vực vì các hoạt động địa chất bất thường đã phá hủy một số ngôi nhà. Trong 18 năm trở lại đây, ngọn núi lửa Sabancaya cao 6.000 mét, thường xuyên xảy ra các hoạt động địa chấn, nhưng cho đến nay vẫn chưa ghi nhận bất cứ thương vong nào. Cũng tại miền Nam Peru và cách đó không xa, khoảng 100 km, đã xảy ra một đợt phun trào của ngọn núi lửa Ubinas. Được biết đây là lần đầu tiên Peru chứng kiến hai ngọn núi lửa cùng phun trào vào một thời điểm. Nhiều nước Nam Mỹ đang đối mặt với những kiểu thiên tai khác nhau. Trong khi Peru là núi lửa phun trào, thì tại Bolivia, tình trạng khô hạn đang ngày một nghiêm trọng. Trong suốt những ngày qua, người dân ở thành phố La Paz, Bolivia đang phải trải qua cuộc khủng hoảng thiếu nước trầm trọng nhất trong lịch sử, khi mà phần lớn các đập cung cấp nước chính cho thành phố đã cạn khô. Giới chức thành phố La Paz cho hay, rất nhiều người dân trong 94 khu dân cư chính đều rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng trong suốt 60 giờ đồng hồ liên tục. Được biết tại thời điểm hiện tại, lượng nước trong đập nước chính Ayacucho chỉ còn khoảng 1%, trong khi hai đập nhỏ khác cũng chỉ còn khoảng 8%. Theo đó, chính quyền địa phương đã lần đầu tiên buộc phải cắt giảm tối đa lượng nước cung cấp cho các khu dân cư. Đã 6 ngày trôi qua chúng tôi không có nước để dùng, sau đó cũng từng có một chiếc xe chở nước tới cho chúng tôi, nhưng bạn biết không, nước đó thật sự rất bẩn, do đó chúng tôi đã phải đi đến tận El Alto để có thể kiếm được chút nước cho gia đình. Bộ trưởng Môi trường Bolivia cho biết có ít nhất 172 đô thị với hơn 125.000 gia đình đang rơi vào tình trạng thiếu nước. Bên cạnh đó, các nhà khí tượng Peru dự báo đất nước Bolivia sẽ phải tiếp tục hứng chịu hạn hán, ít nhất là đến ngày 21 tháng 12 tới đây, khi mà mùa mưa bắt đầu, và biến đổi khí hậu được cho là nguyên nhân đằng sau tình trạng hạn hán này. Vào hôm qua 16 tháng 11, một bệnh viện trẻ em ở Tennessee của Mỹ cho biết đã vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật tách rời cho cặp đôi sinh đôi 1 tuổi người Nigeria, đồng thời cho biết hiện tại cả hai bé đều đang phục hồi phát triển rất tốt. Cặp bé gái song sinh dính liền có tên Miracle và Testimony Aini được sinh ra tại một bệnh viện địa phương ở bang Enugu, Nigeria vào ngày 16 tháng 11 năm 2015. Tuy nhiên, không may mắn khi hai bé sơ sinh này lại bị dính liền phần xương chậu với nhau. Sau đó, Miracle và Testimony đã được chuyển tới bệnh viện nhi ở Memphis, bang Tennessee. Với đội ngũ y bác sĩ giỏi, cùng trang thiết bị hiện đại, ca phẫu thuật tách rời đã được tiến hành thuận lợi sau 18 tiếng đồng hồ. Nếu không tiến hành tách rời, tương lai của hai bé sẽ rất tệ. Chúng sẽ không thể phát triển một cách bình thường, không thể tự đi lại được. Mọi thứ đều phải phụ thuộc vào sự chăm sóc và giúp đỡ của mọi người.
Được biết, ca phẫu thuật quan trọng này được các bác sĩ tiến hành hoàn toàn miễn phí. Trước đó vài tuần, Bệnh viện thành phố New York cũng đã vừa tiến hành thành công ca phẫu thuật tách rời cặp đôi dính liền đầu đến từ Illinois. Và hôm nay 17 tháng 11, hơn 600.000 học sinh Hàn Quốc đã chính thức bước vào kỳ thi đại học vô cùng quan trọng và căng thẳng. Để giúp các sĩ tử có thể hoàn toàn tập trung vào kỳ thi, cả nước Hàn Quốc đã làm đủ mọi cách, thậm chí là gần như đã nín thở, tạm ngưng mọi hoạt động thường ngày trong thời gian các em ở trong phòng thi. Để đảm bảo cho 606.000 thí sinh có một ngày thi thuận lợi, giới chức Hàn Quốc đã ra lệnh cấm các loại xe tải lưu thông trên đường phố và tạm đình chỉ các công trình xây dựng gần những địa điểm thi. Đồng thời, các văn phòng chính phủ và doanh nghiệp, thậm chí là thị trường chứng khoán, cũng được yêu cầu mở cửa muộn hơn một tiếng so với 10 giờ sáng như bình thường. Ngoài ra, Bộ Giao thông cấm tất cả máy bay cất và hạ cánh trong khoảng 30 phút, thời điểm học sinh làm bài thi nghe ngoại ngữ. Đối với người dân Hàn Quốc, thành công trong kỳ thi này, tức đảm bảo một suất ở một trong những trường đại học danh tiếng của đất nước, được xem là chìa khóa cho cánh cửa tương lai sau này của thế hệ trẻ. Bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14 cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.